Thưa quý vị, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe của bản thân người nghiện, mà còn đẩy gia đình họ lâm vào cảnh khốn cùng và để lại vô vàn hệ lụy xấu cho cộng đồng xã hội. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời gian qua, những vấn nạn liên quan đến ma túy diễn biến phức tạp càng gây hoang mang lo lắng cho cộng đồng. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tháng 5 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Đặng Thanh Sơn Em đâm chết người sau khi bị ngáo đá. Những người mà sử dụng đầu, người ta cảm thấy là tăng sự thông minh, tăng tin tưởng, tỉnh táo. Nhưng mà lâu dài thì nó làm cho rối loạn ý thức, cái nhận thức giảm, giảm trí nhớ. Nếu mà bị ngộ độc thì có những cơn kích động về tâm thần, vận động, như là ngáo đá, ngoài cái ngáo đá, có những hành vi là nguy hiểm với xã hội. Mặc dù các lực lượng chức năng liên tục đẩy mạnh truy quét, nhưng những con nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn có chiều hướng gia tăng và từng kiện khúc trở thành tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy trái phép như lẽ tất yếu. Ngày 21 tháng 6 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên phạt 3 đối tượng cùng ngụ tại huyện Long Điền tổng cộng 26 năm tù với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó có hai vợ chồng từ con nghiện ma túy thành tội phạm mua bán trái phép ma túy. Muốn có được ma túy thì sử dụng thì bắt buộc là phải tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển, hoạt động phạm pháp khác. Có một số thì người ta không nghiện nhưng người ta lại tham gia các hoạt động này. Thì một phần là vì là lôi kéo vào cái hoạt động mua bán ma túy nó siêu lợi nhuận đi, thì dẫn đến là họ tham gia. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ 216 vụ với 335 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ năm 2018, tăng hơn 43 vụ, hơn 35 đối tượng với trên 102 gram heroin, gần 998 gram và 2.020 viên ma túy tổng hợp, hơn 288 gram cần sa khô và 29 gói cỏ Mỹ bị thu giữ. Thì qua quá trình điều tra trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn Vũng Tàu thì mình cơ quan điều tra thấy rằng số lượng cái vụ việc phát hiện cũng chủ yếu là buôn bán và vận chuyển nhỏ lẻ, chưa phát hiện những cái đường dây ma túy lớn có tính chất xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh hoặc là các cái tụ điểm về sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn. Tiếp tục đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sự chung tay giúp sức của toàn xã hội, thì yếu tố đầu tiên phải xuất phát từ gia đình. Làm sao để con em tránh xa cám dỗ độc hại của cái chết trắng?